Đấy, các bạn đây là bản Bá Mì nhá. Ui giời. Bản này là Tin Chúa hết. Gần như là theo Tin Lành hết. Đấy. Theo Tin Lành hết mình sẽ review các bạn. Rất đẹp luôn. Bản rất đẹp. Bản này thờ Vương Chúa. Chiều anh em sẽ dẫn mình đi ra hội thánh ở đây. Không biết được điều gì sẽ xảy ra nhưng mà cả cái bản này đã Tin Chúa rồi. Đấy, các bạn thấy có tuyệt không? Đấy, con đường đi vào, anh em đi vào con đường, đúng con đường đất kìa. Và nhìn con đường đất cong cong ấy. Đấy. Đấy, các bạn nhìn tổng quan nhá. Quá tuyệt vời luôn. Quá tuyệt vời. Đấy. Đây là núi này. Đấy. Đây, mình đã leo lên cái dốc này rồi. Đấy, đằng sau là cốc tre thôi. Anh em.